Triệu Vy đăng ảnh lên Instagram, tiết lộ địa điểm trú ẩn giữa drama phong sát chấn động. Những ngày qua, scandal Triệu Vy bị đuổi khỏi làng giải trí chiếm sóng toàn bộ mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ai nấy đều quan tâm lý do nàng én nhỏ bị phong sát, đồng thời thắc mắc cô đang ở đâu và làm gì. Mới đây, Sina đưa tin Triệu Vy có động thái đầu tiên giữa ồn ào bỏ trốn khỏi Trung Quốc sau khi bị giới chức điều tra sai phạm. Trên trang Instagram, nữ diễn viên cập nhật ảnh mới cùng với dòng trạng thái có nội dung báo bình an. Cô cho thấy tâm trạng thoải mái, không bị ảnh hưởng trước những tin tức tiêu cực. Triệu Vy chia sẻ, mùa đẹp nhất trong năm tôi ngồi trò chuyện cùng cha mẹ, như thể mình chưa từng lớn, thật tốt. Dưới bài viết, cô trả lời một bình luận của người hâm mộ, sau nữ tiết lộ cô đang ở Bắc Kinh nhưng không check-in địa điểm trên bài viết. Sau gần một tiếng đăng tải, người đẹp Hoàng Châu có cách xóa bài viết không rõ lý do. Hai ngày qua, câu hỏi Triệu Vy đang ở đâu nhận được sự quan tâm của công chúng. Theo Sina, truyền thông đã mất liên lạc với nữ diễn viên và công ty quản lý của cô hơn 2 tuần. Các nghệ sĩ thân thiết với Triệu Vy như Vương Phi, Na Anh, Huỳnh Hiểu Minh cắt đứt quan hệ, từ chối bình luận về ngôi sao 45 tuổi. Theo Sina và QQ, Triệu Vy đã sang Pháp vào ngày 27 tháng 8. Cô di chuyển bằng máy bay riêng. Trang tin khẳng định sự biến mất của nữ diễn viên có liên quan đến hoạt động rửa tiền phi pháp của công ty Alibaba Pictures. Hiện giới chức Trung Quốc vẫn chưa thông báo về nguyên nhân, thông tin và sản phẩm nghệ thuật của nữ diễn viên biến mất khỏi các nền tảng Internet chỉ trong một đêm. Triệu Vy cũng im lặng trước các cáo buộc phạm pháp hướng về mình. Đáng chú ý là trước đó, một blogger còn lên tiếng khẳng định nàng Tiểu Yến Tử bị Interpol truy nã quốc tế ở mức báo động rõ. Netizen đều vô cùng hoang mang, đặt nghi vấn về vụ việc. Bởi nếu tin đồn là thật, Triệu Vy là ngôi sao Trung Quốc đầu tiên bị truy nã. Vậy nhưng trong một diễn biến mới nhất đã có netizen vào trang web chính thức của Interpol để tìm kiếm thông tin về Triệu Vy. Điều đáng nói, dù đã tìm tên nữ diễn viên bằng cả phiên âm Wei Zhao lẫn tên tiếng Anh Vicky Zhao, nhưng đều không có kết quả nào cho thấy Triệu Vy bị tổ chức Interpol truy nã. Có thể thấy thời gian qua có rất nhiều tin đồn thất thiệt liên quan đến Triệu Vy. Tuy nhiên, cho tới tận thời điểm này, chưa có bất cứ văn bản chính thức từ cơ quan chức năng thông báo về các vấn đề Triệu Vy phạm phải. Sau bài đăng này, netizen đều cho rằng cần phải hết sức cẩn trọng khi đọc thông tin trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, từ scandal mới nhất này của nàng Tiểu Yến Tử, netizen đã bắt đầu đào những thông tin bên lề liên quan đến cô cũng như giới showbiz thì đã phát hiện ra một điều thú vị đến từ Ngô Diệt Phàm. Quay ngược về tháng trước, cái tên Ngô Diệt Phàm đang chiếm spotlight tất cả mạng xã hội từ Trung Quốc sang Việt Nam và khắp thế giới vì scandal cưỡng dâm trẻ dưới tuổi vị thành niên, bắt cá nhiều tay, đi kèm nhiều tội trạng khác. Hình tượng một đỉnh lưu Ngô Diệt Phàm, điển trai, tài năng đã biến mất, thay vào đó là một trai nam, bad boy, với nhân cách đạo đức tệ hại đáng lên án. Và vào ngày 3 tháng 6, Ngô Diệt Phàm sau khi bị Đô Mỹ Trúc đứng lên tố cáo thì đã đăng tải một dòng trạng thái lên Weibo nhằm giới thiệu bài hát mới. Điều đáng chú ý nằm ở nội dung mà Ngô Diệt Phàm đã đăng tải. Động thái này của Ngô Diệt Phàm giữa loạt tố cáo nhận được rất nhiều sự chú ý. Cách anh chàng lên tiếng giữa scandal làm dân tình suy luận ra rất nhiều điều. Ngô Diệt Phàm đã viết thế này, không có một bông tuyết nào là trong sạch. Phàm flop lại để mọi người giải trí cả ngày rồi, hy vọng tất cả các bạn sẽ có được thứ mình mong muốn. Vào lúc đăng tải dòng trạng thái này, Ngô Diệt Phàm đã khiến cư dân mạng dường như lâm vào tình trạng ngáo ngơ khi không biết anh chàng muốn nói hay ám chỉ điều gì. Khi đó, cư dân mạng đã vô cùng gắt gao với nam ca sĩ, đưa ra rất nhiều lời bình luận tiêu cực. Nhưng chỉ sau khoảng 2 tháng, mọi chuyện đã khác. Sau khi showbiz xảy ra rất nhiều chuyện, câu nói đó của Ngô Diệt Phàm khi được đặt vào tình cảnh lúc này của làng giải trí Trung Quốc tưởng như vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Nhiều netizen suy luận rằng, hóa ra Ngô Diệt Phàm lúc đó dùng hình ảnh bông tuyết để ám chỉ những ngôi sao đình đám của showbiz. Họ dù sở hữu một ngoại hình trong sáng lương thiện trước mắt công chúng, nhưng sâu bên trong thì lại ẩn chứa nhiều bí mật đen tối, luôn luôn muốn che đậy. Cho đến hiện tại, khán giả đã chứng kiến một cuộc thanh trừng chưa từng có tại showbiz xứ Trung. Hành động phong sát không cần thông báo nhắm đến Triệu Vy cùng một loạt sao showbiz khác bị ngã ngựa như Trịnh Sản, Hoắc Tôn, Trương Triết Hạng đã phần nào chứng minh. Dẫu mọi chuyện vẫn nằm trong vòng nghi vấn, lời đồn, nhưng việc các tác phẩm bị gỡ là có thật. Cùng với đó, rất nhiều sự thay đổi dứt khoát chỉ sau một đêm khiến công chúng choáng váng đã ngầm cho thấy showbiz đang có cuộc thanh trừng quyết liệt cỡ nào. Dù rằng bây giờ Ngô Diệt Phàm đã phải ngồi tù và đang chờ những phán quyết tiếp theo, nhưng ai cũng nhớ rằng Ngô Diệt Phàm chính là một người trong ngành giải trí, trải nghiệm tiếp xúc rất nhiều chuyện hậu trường mà chúng ta không biết. Nên giờ những điều anh chàng nói bỗng nửa tin nửa ngờ, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chuyện không bông tuyết nào trong sạch đang dần dần biến thành sự thật rồi.